xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Hiển quay trở lại nhà của anh Nghìn với chị Dương. Thì Hiển xin chia sẻ với cô chú anh chị về cái tiến độ công trình của gia đình. Dạ hôm nay thì ở gần xóm có gia đình người ta có đám có hát karaoke hơi lớn á, mong cô chú anh chị thông cảm. Dạ thì trước khi mà vào thăm gia đình thì Hiển cũng có một số chuyện xin chia sẻ với cô chú anh chị. Là thứ nhất là về cái hoàn cảnh gia đình của chị Kiều Tiên, mẹ đơn thân nuôi hai đứa con ở nhà lá, thì hoàn cảnh này cũng đang xin để giúp gia đình sửa lại ngôi nhà, nhưng mà bây giờ hiện tại kinh phí còn rất thiếu rất là nhiều. Yến rất là mong cô chú anh chị có thể xem lại video ngày hôm trước, và nếu có duyên thì xin ủng hộ thêm cho gia đình của chị để chị có thể làm lại ngôi nhà cho mấy mẹ con có chỗ ở. Một mình chị nuôi hai đứa con cũng rất là khổ, mà nhà thì nhà lá lụp sụp nữa, nhà thương lắm. Với lại còn khoảng 30 mấy ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi, thì trước Tết khoảng tầm 15-20 ngày á thì Yến sẽ có những cái đợt phát quà Tết cho bà con. Hiện tại cái phần này thì Yến cũng còn nhận cũng còn chưa được nhiều lắm, cho nên Yến cũng mong sẽ được nhận thêm sự giúp đỡ của quý cô chú anh chị mạnh thường quân, ủng hộ thêm cho quà Tết cho bà con để bà con có những cái món quà Tết vui vui. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào xem tiến độ công trình nhà của anh Nghìn chị Dương nha. Hôm nay thì nhà đang tô ở gần xong rồi cô chú anh chị. Dạ đây hôm bữa nhà của anh chị nhà cũ nha. Nhà cũ thì cũng cái hàng ba mà gia đình ở đó là cũng ở trong kia của chú anh chị, rồi mình dời ra ngoài đây. Dạ, tại vì mình gia đình bàn cái vụ đất lại thì xây ở ngoài đây. Dạ, cái gia đình có đem cái giường ra đây ngủ nữa nè. Dạ. Bên hai thì chị nay mình chuẩn bị lót gạch ha. Dạ. Bữa nay thì tô rồi á. Dạ anh Dương, anh Nghìn đâu chị? Anh Nghìn đi dục phân rồi. À anh đi làm rồi hả? Chị ở nhà hả? Hôm nay em thấy cái giường đem ra đây ngủ ở đây hả chị? Ngủ ở ngoài à, để coi chừng đồ đó đó phải không? Đấy. Dạ bữa nay không có mưa bữa cũng đỡ ha. Dạ. Dạ, không có mưa. Dạ nhà nay chắc cũng gần xong rồi, chắc cũng cỡ từng lễ trở lại nữa rồi. Từng trở lại được rồi. Dạ còn có trước Tết để mình dọn vô mình ở ha chị. Dạ, ha. Dạ. Dạ bữa giờ thấy nhà được không chị? Được. Cảm ơn. Mừng. Dạ. Mừng quá trời mừng hai chồng. Dạ nói chung mạnh thường quân cũng thương hai chồng cho nên giúp vợ chồng với mấy đứa nhỏ có nhà mới để mình ở ha chị ha. Dạ. 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 Dạ hôm bữa em cũng có xin thêm mạnh thường quân xin thêm chút đỉnh tiền. Dạ. Để tới khi xây xong á thì mua cho mấy đứa nhỏ có cái giường. Dạ. Với cái tủ đồ, tại vì nhà lúc trước sập là coi như đồ hư hết trơn. Dạ, phải không? Hư hết rồi. Dạ. Bữa nay qua đây tiếp gì hả chị? Tiếp mình ở không em, giờ mình tiếp phù hộ phù gì đó. Ở không rồi giờ qua đây tiếp làm sơ sơ vậy đó hả, cho nhanh hả? Dạ rồi rồi ảnh thì ảnh đi bữa nay ảnh đi dục phân đi cho người ta. Đi dục phân rồi, dục phân cho người ta rồi. À đi dục phân vậy là người ta cho nhiêu tiền? Đi làm buổi buổi trăm mấy ha, trăm rưỡi vậy á. À làm buổi vậy là trăm mấy ha. À rồi chị mấy nay có còn dặm không? Hết rồi, thấy luôn rồi, gần tới lúa gần tới cắt rồi, có chỗ hết rồi. À, gần tới cắt lúa rồi. Cắt lúa là mình đi mót lúa hả? Mót lúa. Dạ. Trong khi ở không gì mình đi mót lúa. À. Rồi không thôi là chồng đi làm gươm. À làm gom hả? Dạ. Là đi cuộn lấy đó phải không chị? Đi vác gom á. Vác gom. À giống như máy người ta cuộn lên rồi vác gom lên. À cái đó cũng có công việc đó ha. Dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ hai chồng gán ngủ thêm cỡ tuần lễ nữa ngoài. Tuần lễ là nhà mới rồi, vợ chồng con cái mình dọn vô nhà mới mình ở luôn ha, cho thoải mái ha. Dạ. Dạ rồi. À, này cũng Mạnh Thường Quân cũng thương gia đình mình cho nên giúp đỡ cho gia đình mình ha chị ha. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình. Dạ. Hôm nay thấy nhà lên hình rồi mừng không? Mừng mừng. Dạ. Dạ. À, để em đi vòng em coi thử cái nha chị ha. Dạ. Nhà mình bữa nay là tô với vậy cũng gắn mấy cái cửa rồi đó cô chú anh chị. Đây cửa sổ rồi nè cũng đã gắn rồi. Dạ. Yeah. Cái phần nền của mình thì bây giờ mình đã đổ cát rồi, để chén đồ nữa là mình sẽ chán rồi mình sẽ lót gạch với lăng bê. Dạ. Yeah. Mình còn hai cái khâu đó với sau đó mình sẽ dặm giá nữa là coi như là hoàn thiện. Dạ. Yeah. Thì nhà này mình cũng xây theo kiểu mặt hụt mặt lòi luôn, mà cái nền của mình là cũng nâng lên 4 tấc nha cô chú anh chị. Cái nền đó là cô chú anh chị thấy nền ngoài trước rất là thấp. Rồi ở ngoài hàng ba lên một mớ cát, vô đây thêm một mớ nữa, cho nên lên tới trên đây rất là cao. Dạ, yeah, vô tới trong đây rất là cao, tới khi hoàn thiện thì mình còn cao thêm một xíu nữa là đủ rồi. Dạ, yeah. Tường thì bữa nay coi như tô cũng gần xong rồi. Dạ, yeah.
Đây, nhưng phòng ngủ của mình thì cũng đã gắn cửa rồi cô chú anh chị, gắn cửa rồi, mình tô rồi hết trơn rồi đó. Bây giờ là đợi khô khô rồi bắt đầu là người ta sẽ lăn bê lót gạch nữa nha. Bên đây là phòng ngủ thứ hai. Thì nhà anh chị là có hai vợ chồng với ba đứa con, cho nên là nhà này thì Yến chắc có thể là sẽ mua cái giường tầng. Yến sẽ mua cái giường tầng để ở đây để cho cả nhà ở nha. Cái cửa sổ này thì đợt này họ người ta gắn hơi chỉnh chút, nó hơi qua đây dạ. Yeah. Chắc có thể là ở ngoài đây là có vướng cái gì đó cho nên người ta sẽ dời lại một chút xíu, cho nên mới là hơi thay đổi một chút dạ. Yeah, nhưng mà Yến thấy cũng được chứ không có đến nổi, miễn trong phòng mình có cái cửa sổ là nó thoáng là được rồi dạ. Yeah. Yeah. Ở đây là nếu mà gắn giường tầng thì ở đây Yến sẽ mua quạt gió treo để cho mát hết trơn dạ. Yeah. Đây là cái phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ của mấy đứa nhỏ. Giờ mình ra sau mình coi nha cô chú anh chị. Sau thì chưa tô xong, không mà sau bếp thì chưa có tô. Ở đây thì mình nhà vệ sinh của mình ở đây nè. Nhà vệ sinh ở bên đây. Dạ, nhà vệ sinh của mình ở đây. Đó là cái cửa sau. Đây, nhà vệ sinh thì cũng chưa có tô luôn. Ở dưới thì mình đã làm hầm lắp lại rồi. Dạ, mình đã làm hầm rồi lắp rồi. Nhà vệ sinh của mình thì sẽ đưa ra ngoài. Nhà này thì do là cái phần đất bên đây có thể là đụng chạm cái đất của người ta cho nên là mình không có. Tại vì cái nhà của anh chị lúc trước ở thì ở cái phần đất đó là của đất của bên gia đình, cho nên là chỉ ở tạm thôi. Bây giờ bên đây thì đất này là đã được người chú cho rồi, cho nên là bây giờ ở bên đây mới là ổn thỏa luôn, không có sợ tranh chấp nữa. Dạ. Yeah. Thì cho nên cái phần đất về về đây, nếu mà mở cửa sau đáng lý như cái cấu trúc nhà của mình đó, thì cái cửa sau là mở ở đây nè của chú anh chị, nhưng mà có thể là ở đây là bước ra là ngay đất quân ta cho nên mở không được, cho nên mới dời cái cửa sau lại là ở bên đây. Dạ, dời cửa sau lại ở bên đây. Dạ, thì cái nếu mà cái cửa sau đây thì cái bếp của mình hơi nhỏ một chút, cho nên Yến sẽ bắt nồi cơm điện để nghiêng để cho cái bếp của mình nó đủ xài. Dạ. Đây, cửa sổ cũng gắn rồi, bây giờ cửa này mới gắn cho nên là không có mở ra cho cô chú xem được, tại vì mình để nó khô. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đến xem công trình nhà của anh Nghìn chị Dương. Thì hôm nay nhà cũng tô gần hoàn thiện rồi cô chú anh chị. Bây giờ là chuẩn bị bước vào giai đoạn là mình sẽ sơn tường với lại lọc lót gạch. Dạ, thì Yến nghĩ là nhà khoảng còn cỡ một tuần lễ nữa là sẽ hoàn thiện, cho nên chắc chắn là sẽ xong trước Tết để cho cả gia đình có thể dọn vô ở. Thì gia đình hai vợ chồng ba đứa con rất là mừng khi thấy có ngôi nhà mới như vậy, chứ nhà cũ là đã sập hai lần rồi cô chú anh chị, mưa tới nữa là không có chỗ nào mà ở luôn. Bây giờ thấy được có ngôi nhà mới, nhà rất là mừng. Lúc nào chị Dương chỉ nói chuyện với Yến chị cũng rất là xúc động, chị mừng lắm cô chú anh chị. Dạ, một lần nữa rất cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ cho gia đình làm lại ngôi nhà mới. Thì tới khi mà bàn giao thì Yến sẽ quay trở lại để mua đồ đem vô và quay video cho cô chú anh chị xem. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.